chúng ta học tập nhiều năm như vậy những nguyên tắc nguyên lý này chúng ta đều hiểu rõ bây giờ chỉ kém một chút là gì công phu chưa đủ thực tế nói là chưa đủ chuyên chú nếu đủ chuyên chú làm gì có lý không thành tựu chính là do chúng ta buông bỏ chưa đủ càng học là càng phải có tiến bộ từ đâu nhìn ra được càng học buông bỏ càng nhiều như vậy chúng ta thật sự đã tiến bộ không còn có vọng tưởng không còn có phân biệt chấp trước đây là công phu bước đầu lục căng ở trong cảnh giới của lục trần không còn khởi tâm động niệm công phu này thâm hậu rồi không còn là công phu bình thường nên có thể cùng tận các pháp cùng khắp biên giới lời này cũng không phải giả thật sự kiến tánh đã nhìn thấy tự tánh tự tánh là cùng tận biên giới tất cả pháp tất cả pháp không có cùng tận biên giới Đại thừa trong câu nói này Mình tâm kiến tánh là đại thừa Trong pháp đại thừa Trong tất cả pháp Mục tiêu cuối cùng chỉ có một Đó là mình tâm kiến tánh Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ Vì sao cầu sanh tịnh độ Vẫn là vì minh tâm kiến tánh Chúng ta nhịp chứng sâu nặng Ở trên thế gian này tu hành Không thấy được tánh cũng công minh được tâm phải làm sao đổi đạo tràng khác đổi hoàn cảnh tu hành để đến thế giới cực lạc đến đó thân cận phật a di đà ở trong hội phật a di đà minh tâm kiến tánh chúng ta không thể không biết điều này Đến thế giới cực lạc không phải vì cái gì khác Chính là để mình tâm kiến tánh Nếu ta có năng lực Ở đây mình tâm kiến tánh Thì đến hay không đến thế giới cực lạc Đều không quan hệ gì Đây đều là sự thật Còn ở thế gian này nhìn không thấy Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta Đến bên đó sẽ dễ hơn cái đầu tiên có thể bảo chứng là thọ mạng vô lượng ở thế giới này thọ mạng quá ngắn tu học trong thời gian ngắn như vậy thành tựu không dễ nếu ta có thọ mạng vô lượng thì đời này chắc chắn thành tựu vì thế vô lượng thọ là đức thứ nhất của tịnh độ không có thọ mạng cái gì cũng không thể thành tựu điều đầu tiên là cần phải có thọ mạng mới có thời gian học tập chúng ta xem trước bên dưới lão cư sĩ tiếp tục nói với chúng ta hữu bát nhã kinh trung phật tự thuyết ma ha diễn vô lượng vô biên dĩ thị nhân duyên cố danh vi đại ma ha diễn là tiếng phạn phiên dịch thành chữ hán ý nghĩa là đại thường đích thực vô lượng vô biên này là sự thật trong kinh bảo tích nói chư phật như lai chánh chân chánh giác sở hành chi đạo bỉ thừa danh vi đại thừa chánh là không tà không lệch lạc không tà gọi là chánh chánh chân chân tức là không giả giả là không mê phá nhất phẩm vô minh kiến nhất phần pháp thân bên trên là những pháp thân đại sĩ trong hoa nghiêm kinh nói hoa nghiêm là viên giáo là sơ trú bồ tát trở lên chính thiên thai đại sư nói phần chứng tức phật trì kiến của họ ngôn hành của họ Chính là chỗ này Nói chánh chân chánh giác Lộ rõ tánh đức viên mãn